để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có một Tết Trung thu ý nghĩa. Những ngày này, các cấp chính quyền, đoàn thể từ quận đến cơ sở ở quận Ngũ Hành Sơn đã tất bật chuẩn bị và mang đến tặng nhà cho các em những phần quà ấm áp tình yêu thương. Cấp ủy khu dân cư Khái Tây, phường Hòa Quý đã đóng góp kinh phí chuẩn bị 300 suất quà gồm bánh kẹo, sữa các loại mang đến tặng nhà để trao cho các trẻ em trong khu vực. Với các em, có lẽ đây là Tết Trung thu đáng nhớ vì không có lễ hội thi múa lân, rước đèn. Thế nhưng, sự ấm áp, yêu thương của mọi người dành cho các em mỗi dịp Tết Trung thu vẫn vẹn nguyên và đong đầy tình yêu thương. Con được nhận quà Trung thu, con rất là vui. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Con hứa sẽ chăm ngoan học giỏi. Vận động trong cấp ủy với nhau, phân chia để đi từng nhà cho để kịp thời cái dịp Tết Trung thu cho các em. Dù là trong mùa dịch, nhưng mà các em nhận được món quà, các em rất là phấn khởi. Với thông điệp chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương, Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn đã trực tiếp mang 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến trao tặng cho các cháu khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu con của đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động. Sự quan tâm này mong muốn mang đến cho các em một Tết Trung thu vui vầy, ấm áp, động viên các em cố gắng vượt qua những nỗi đau bệnh tật. Rất là vui, tại vì dịch thì biết rồi, cũng không có quà gì nhiều cho các cháu. Thì gia đình nhận được món quà này thì nói chung gia đình cũng rất là cảm động, cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Mỗi địa phương, mỗi tổ chức đoàn thể, mỗi khu dân cư trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn tùy theo điều kiện của mình vẫn chuẩn bị chu đáo các suất quà để mang đến trực tiếp trao tặng cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trung thu có thể thiếu những trò múa lân, rước đèn ông sao, thế nhưng tình yêu thương vẫn trọn vẹn.